Ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Dạo này mình sẽ mang đến cho anh em một cái video mới ha. Thì trên tay mình đang là Sony VTC6 ha, 3000mAh hả anh em. Mình sẽ sử dụng cái cell này để thay cho cái cell zin là Samsung 25R 2500mAh của Mavic Mini hả anh em. Thì cái cell Sony VTC6 này đã được rất là nhiều cộng đồng anh em trên toàn thế giới đánh giá nó là nó rất là ổn cho cái thời lượng bay rất là tốt ha, đối với Mavic Mini ha. Thì nhưng mà ở mình thì thấy ở Việt Nam mình nó không có nhiều anh em làm cái hướng dẫn về cái cell Sony VTC6 này. Cho nên là hôm nay mình sẽ làm cái clip để hướng dẫn anh em cách độ cell ha và những cái lưu ý khi mà anh em thay cell pin đối với Mavic Mini ha. Rồi ok anh em, thì đây là cái mạch BMS của Mavic Mini mình đã tách ra ha anh em. Thì mình xin lưu ý với anh em một vài điều như thế này. Thì anh em muốn thay cell, độ cell hay như thế nào đó thì anh em biết là cái mạch của Mavic Mini nó sẽ bị khóa khi mà anh em tách cell ra không đúng cách ha. Nếu mà anh em mà tách cell ra đúng cách thì có thể nó sẽ không khóa nha anh em. Nếu anh em tách cell đúng cách thì có thể mạch nó sẽ không khóa ha. Và như thế nào gọi là tháo cell đúng cách? Đó là anh em sẽ phải tháo đúng theo thứ tự là tháo cực dương trước, sau đó tháo cực âm và cuối cùng là tháo dây cân bằng. Và để tránh cái hiện tượng mà anh em tháo sai ha, nó dẫn đến cái mạch bị khóa ha, thì anh em hãy sử dụng hai con điện trở 10kg ha, nối lại với nhau như hình như ở như video nè. Rồi anh em sẽ hàn nó vào trong cái dây cân bằng ha. Đồng thời hai đầu còn lại của điện trở anh em sẽ hàn vào cực dương và cực âm của pin ha. Đó, hai đầu cấp nguồn cực dương và cực âm đó, coi cái chính giữa chúng ta sẽ hàn vào dây cân bằng. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành tháo dây cân bằng trước, tháo dây cân bằng trước, sau đó chúng ta sẽ tháo tới cực dương và cuối cùng là chúng ta sẽ tháo tới cực âm ha. Thì tại sao anh em cần phải hàn cái con điện trở 10kg, hai con điện trở 10kg này vào? Thì đơn giản khi anh em hàn hai con điện trở 10kg này vào với dây cân bằng đó, thì cái nó sẽ làm cái nhiệm vụ là chia điện áp cho dây cân bằng ha. Thì lúc đó anh em sẽ tiến hành tháo dây cân bằng trước, điện áp sẽ không có bị mất ở điểm cân bằng và cái mạch của anh em nó sẽ không có khóa ha, nó sẽ không có khóa. Đó là về nguyên tắc là vậy ha, mình đã thử nghiệm rất là nhiều lần rồi. Là khi mình hàn con điện trở vào và mình tiến hành mình tháo cell ra bằng bất kỳ hình thức nào ha, thì cell nó cũng không bị khóa ha anh em. Đó, nhưng mà nếu mà không may mắn anh em thao tác nó bị sai hay như thế nào đó thì nó khóa thì cũng không sao, thì vì mình đã có tool này ha. Rồi cái đó thì mình hướng dẫn thêm cho anh em vậy thôi. Thì ở đây mình có tool cho nên là mình tháo một cách bình thường ha, và hàng cell lại cũng một cách bình thường thôi, mình cũng không có sử dụng thủ thuật gì hết. Đó thì mình có hai cell Sony VTC6 bấm lại thành 2S giống như cell benzin ha. Sau đó mình sẽ tiến hành mình hàn cái đó, mình hàn cái những cái mạch điện vào ha. Thì anh em phải điều chỉnh cắt tỉa sau đó cho nó phù hợp để cái mạch của anh em khi mà nó ráp vào nó phải ngay chuẩn chỉnh giống như là benzin ha, thì anh em mới có thể gắn nó vào được trong con máy bay, trong hấp sạc của anh em ha. Đó thì cái việc ráp này nè, anh em cũng phải ráp theo đúng nguyên tắc ha, là chúng ta sẽ phải gắp dây cân bằng vào trước, chúng ta sẽ hàn dây cân bằng vào trước, sau đó chúng ta sẽ hàn tới cực âm và cuối cùng là chúng ta sẽ hàn tới cực dương. Đó thì mình nói với anh em là như vậy. Cái việc mà anh em hàn theo đúng nguyên tắc đó nó rất là khó anh em, vì cái không gian làm việc của cái mạch pin đối với pin nó khá là hạn chế đó anh em. Đó cho nên là anh em rất là dễ hàn không đúng theo nguyên tắc ha, hàn bị sai nguyên tắc đó và dẫn đến cái mạch nó bị khóa ha. Thì anh em cứ hàn con điện trở, hai con điện trở 10kg vào dây cân bằng giúp cho mình ha. Đó thì anh em sẽ hạn chế được tối đa cái việc mà cái mạch nó bị khóa anh em. Mình đã thử rất là nhiều lần rồi nha. Ở đây thì mình hướng dẫn cho anh em không có tính phí hay bất kỳ một cái gì hết, nên anh em cứ yên tâm, mình cũng không có lừa anh em để làm gì đâu. Thì mình sẽ test thử với cái cell Sony VTC6 này để xem coi thời gian bay nó được là bao nhiêu. Thì đối với nhiều cái tài liệu mình tham khảo được á, thì với cell Sony VTC6 này nó có thể cho anh em bay với thời gian hơn 30 phút thực tế luôn nha anh em. Bay hơn 30 phút so với thực tế luôn nha, hơn 30 phút trong thực tế ha. Đó thì cái cell Sony VTC6 này khá là lý tưởng anh em. Mình cũng đã từng sử dụng qua khá là nhiều cell khác nhau rồi, nhưng mà cuối cùng mình chỉ thấy cái đúng là Sony VTC6 này đúng là rất là phù hợp ha, rất phù hợp để thay thế cho cell benzin Samsung 25R ha.
Đó, anh em cần phải cắt tỉa điều chỉnh sau đó cho cái mạch của anh em nó gắn vào khớp ha. Và anh em phải lưu ý là phải gắn đúng cái cực cộng và trừ ha. Cái điều này quan trọng lắm nha anh em. Có thể dây cân bằng anh em á, nó bị có thể là anh em ráp nó không đúng cái thứ tự, không đúng theo nguyên tắc thì mạch nó chỉ khóa thôi chứ nó không có hỏng nha. Còn anh em mà ráp mà sai cộng trừ này là coi như là vứt luôn cái mạch BMS của anh em ha. Vứt luôn nha anh em. Đó, vì vậy cái việc mà xác định cực cộng trừ nó rất là quan trọng ha. Không được ráp sai cái chỗ này ha anh em, chỗ này là phải ráp đúng nha. Không có có chuyện là anh em có thể làm lại đâu nha, chỉ cần sai một phát thôi là tiễn em nó đi về nơi xa lắm đó anh em. Đó, thì cái mạch này với giá thị trường hiện tại ha thì đâu đó chắc cũng cỡ 200 cho đến 250k ha một mạch ha, và cũng khá là khó kiếm đó anh em, chứ không phải là dễ kiếm đâu ha anh em. Khá là khó kiếm cái mạch này luôn, thì anh em phải lưu ý là phải ráp cho nó chuẩn chỉnh ha, cho nó đúng nguyên tắc. Rồi tiếp theo mình sẽ tiến hành mình hàn cái sợi dây cân bằng vào trước. Đó, mình sẽ hàn dây cân bằng vào trước. Đó là nguyên tắc chung của tất cả các loại pin ha anh em. Đó, anh em sẽ phải hàn dây cân bằng vào trước nha. Do là cái này của mình nó hơi bị hụt dây á, cho nên là mình đã hàn thêm một cái đoạn kẽm ha để nối dài cái dây cân bằng này ra, thì nói chung nó cũng không có gì khác biệt ha. Rồi tiếp theo mình sẽ hàn cái hai cực cộng trừ ha. Mình sẽ hàn cái cực trừ ha, cực âm trước. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành hàn cực dương sau ha. Đó, chúng ta phải hàn cực âm vào trước nha anh em. Phải hàn cực âm vào trước. Rồi sau đó mới tới hàn tới cực dương ha. Rồi cái này thì chắc anh em cũng dễ rồi, cũng dễ mà phải không? Anh em cứ hàn cho nó thật là mịn màng đẹp đẽ ha. Để khi ráp nó không bị cấn ha anh em. Rồi tiếp theo á mình sẽ sử dụng cái sơn bóng tay của hội chị em phụ nữ đó anh em. Đó, mình sẽ sử dụng cái sơn bóng này nè để mình quét lên trên cái mạch điện mình vừa mới hàn ban nãy ha. Để chấm ẩm ha, bảo vệ mạch ha. Anh em cứ quét thoải mái đi, nó không có dẫn điện đâu. Cái loại sơn này không dẫn điện mà bảo vệ mạch rất là tốt luôn anh em. Mình cũng vô tình phát hiện được thôi. Nên cứ lấy nó và quét lên trên cái mạch ha để bảo vệ cái mạch điện của anh em ha. Rồi ok anh em. Tiếp theo là mình sẽ tiến hành bỏ nó vào trong cái đốc sạc trước khi mình ráp cái vỏ vào ha. Mình sẽ bỏ vào trong cái đốc sạc xem coi là cái mạch nó bị khóa không. Nếu mà cái mạch nó bị khóa thì mình sẽ tiến hành dùng cái tool để mình mở khóa lại ha. Còn nếu như nó không khóa nè, anh em thấy không? Đèn lên tính đèn mà nó lên như thế chứng tỏ là mạch nó không bị khóa anh em, là mình đã tháo đúng nguyên tắc và mình ráp đúng nguyên tắc ha anh em. Thì mạch nó sẽ không bị khóa nha anh em. Đó, cái này cái firmware của pin này nó là cái firmware mới nhất nha, mình đã cập nhật rồi ha. Rồi anh em coi nè, mình sẽ tiến hành cắm sạc cho nó luôn nè. Cái này là mình chưa có xài tool xài gì hết nha. Mình cũng chỉ mới ráp lại và cắm vào sạc thôi anh em. Đó, nó sạc rồi ha anh em, nó đang sạc bình thường ha anh em. Đó, thì anh em cứ tháo đúng nguyên tắc cho mình và ráp đúng nguyên tắc cho mình. Là tháo thì dương, âm, bên lần. Ráp thì là bên lần, âm, dương. Thì cái pin của anh em, cái mạch pin của anh em nó sẽ không bị khóa nha. Đó, rồi sau đó mình tiến hành mình ráp cái vỏ lại. Mình ráp cái phần vỏ lại cho nó chuẩn chỉnh để mình có thể để vào trong con máy bay và thực hiện một chuyến bay vui vẻ ha anh em. Đó, thì nó có vẻ hơi xấu xấu một chút nhưng mà không sao đâu anh em. Đó, nó vẫn rất là ngon, rất nhẹ, rất là ok, rất là ngon lành ha. Đó, yêu cầu cái phần khóa của cái pin đó, cái phần khóa của cái pin là được. Rồi tiếp theo là mình sẽ sử dụng cái phần mềm để mình reset lại cái số lần sạc ha. Sử dụng phần mềm để reset lại cái số lần sạc cũng như là điều chỉnh lại về dung lượng ha. Đó thì anh em thấy ở đây là cái số lần sạc của nó đang còn là cái số lần sạc cũ nè. Đó, về dung lượng thì nó cũng hiện tại là dung lượng của nó đang là 2400mAh ha. Đó, thì mình sẽ tiến hành mình in siêu nó. Mình sẽ tiến hành mình in siêu, tức nghĩa là mình mở khóa chip, sau đó mình thay đổi lại các thông số về số lần sạc cũng như là cái dung lượng thiết kế của pin ha, để cho nó báo đúng cái phần trăm khi mà chúng ta bay ha anh em. Còn nếu anh em không có sửa thì nó sẽ báo cái phần trăm nó bị sai lệch ha. Đó, ok, mình sẽ tiến hành thay đổi về cái dung lượng thiết kế ha. Mình sẽ điều chỉnh nó lên là 3000mAh ha, cho nó phù hợp với pin ha. Và số lần sạc mình sẽ reset về 1 nha anh em. Anh em có thể reset về 0 cũng được ha. Nhưng mà mình ở đây mình thích reset về 1 cơ. Đó,
Thì đây là đó là những cái thông số mà nó tạm thời nó dự đoán được sau khi nó dự đoán được cái viên pin của anh em nè. Đó, rồi mình sẽ tiến hành mình ghi lại ha, mình nạp lại cái thông tin đó vào trong cái mạch của pin ha. Này thì mình cũng hướng dẫn anh em ở rất là nhiều cái video rồi nha. Cái này mình chỉ làm để mình reset lại cho nó vui vẻ vậy thôi, nó vui vẻ này kia vậy thôi, chứ đối với mình cái này nó cũng không quan trọng cho lắm nha. Đó, bây giờ nó đã thay đổi hết nè, đó đã thay đổi về cái dung lượng nha, và thay đổi về cái số lần sạc ấy anh em. Đó, còn mấy kia thì không, chung nó không ảnh hưởng gì, mình cũng không quan tâm ha. Thì cái này, phương pháp này làm cái này cũng khá đơn giản thôi. Về cái phần mềm mình cũng đã chia sẻ cho anh em rồi, anh em nào có cần thì cứ để lại email thì mình sẽ gửi cái phần mềm qua email cho anh em ha. Thì mình không có share rộng rãi ha anh em, mình không có chia sẻ rộng rãi, mình chỉ có gửi qua cho anh em thông qua những cái đường thầm kín bí mật thôi ha. Rồi anh em cần cái phần mềm thì cứ email lại cho mình. Thì pin mình không có khóa cho nên mình cũng không có cần sử dụng phần mềm để mở khóa lại luôn nha. Mình cũng cứ để cho nó tự nhiên bình thường vậy thôi. Rồi bây giờ sau khi mình sạc đầy nè anh em, sau khi mình sạc đầy thì mình sẽ tiến hành mình bỏ vào trong máy bay và bay test thử nó ha anh em. Thì thật ra cái sim này mình mua ban đầu mình cũng chẳng biết là nó có phải là sim pin chính hãng, sim pin ngon không. Mình cũng chả dám chắc là nó có chính hãng không. Thì bây giờ mình sau khi mình sạc đầy mình sẽ tiến hành mình bỏ vào mình test thử thôi. Đó, thì sau khi mình test xong thì mình cảm thấy là ô sim này ngon, khá là chính hãng ha. Mình mua khoảng 100k trên sale, giá gốc của nó là 120k, do mình đã ép những cái mã giảm giá vô cho nên nó còn khoảng 100k trên sale thôi anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khởi động nó lên nè. Sony VTC6 Murata 3000mAh ha anh em, để xem coi là nó sẽ cho được cái thời lượng bay là bao nhiêu ha. Như đầu video thì mình nói là nhiều anh em trên thế giới test thì nó có thời gian bay thực tế sắp xỉ khoảng 30 phút ha. Đối mình 30 phút thì nó cũng đã đủ phê rồi anh em, cũng không cần phải dài hơn nữa đâu. 30 phút cũng ngon rồi anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình bay test thử cho anh em xem là nó sẽ như thế nào ha. Coi nó hoạt động như thế nào, có ổn định không hay là nó có bị gặp sự cố gì không ha anh em. Rồi ok, sau khi mình mở lên với dung lượng là 98% ha anh em, mình sẽ tiến hành mình bay trong nhà trước ha, cho nó chắc ăn. Rồi đây, đây là bảng điện áp của nó anh em. Đó, điện áp, nhiệt độ, số lần sạc nó đã reset về 1 rồi ha anh em. Đó, điện áp hiện tại của hai cell cũng khá là cân bằng ha. Ban đầu thì có thể là nó sẽ hơi lệch cell một chút, thì anh em sạc xả vài lần nó sẽ cân bằng cell lại ha. Rồi ok, khởi động ha anh em. Rồi sau đây mình sẽ thử cất cánh ha, và cho nó hover thử tại chỗ trong phòng ha. Thì sau khi cất cánh hover thì video này á của mình á, thì mình đã test được với cell này, nó đã bay được trong phòng tại chỗ là hơn 30 phút nha anh em. Hơn 30 phút cho tới khi nó chạm tới điện áp khoảng 2,8V trên một cell ha. Đó, thì cái này nó báo phần trăm chính xác luôn nha anh em. Báo phần trăm chính xác anh em coi nè. 33 phút ha. Thời gian ước tính bay được là 33 phút ha anh em. Rồi. Đó, 33 phút nè. Anh em thấy chưa? Với xe benzin thì anh em sau khi thọt vào thì nó sẽ báo anh em, sau khi anh em sạc đầy nó sẽ báo được khoảng 28 phút ha. Nhưng mà thực tế là xe benzin nó bay tầm khoảng được 25 phút gì đó. Mình bay thực tế nó khoảng được 20 cho đến 25 phút. Còn cái này mình bay thực tế thì mình cảm thấy nó ấn được hơn 30 phút anh em. Nó không nhiều anh em, thật ra nó không có nhiều, nhưng mà đối với anh em thì thêm 5 phút, 10 phút đó là một chuyện, nó cũng đối với mình thì mình thấy nó khá hay. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video ha, và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau ha. Tạm biệt và đừng quên subscribe nhé.